xe mình được để đầu sở thú luôn chứ, nghe cổng sướng. Cao Cát Phượng Hoàng. Trời, mấy bạn công nên thả cho đi vòng vòng mới đẹp, công nhốt trong đây uổng quá. Kìa, nhìn lên mấy con chim két nước ngoài kìa. Két Macau, Phượng Hoàng, Hồng Hoàng. Bị bẩn con luôn hả? Ui, thấp cái gì tính sinh vậy? Ừ, nó bự vậy đó. Nuôi bẩn nha. Ừ, nuôi dơ quá. Nuôi bẩn quá. Chứ con nuôi sạch. Hạ sinh nó cũng nhảy nhảy nhảy. Đúng rồi, nó không bay à. Cầm cái cầm cỏ chuối này nhá, nó bay nó đậu tay nó. Cái này ăn. Biết gì không? Nó chật quá, nó chật quá. Cái sừng phải có cỏ cho nó. Chim này nó có một cái thân cây to như kia kìa. Nó mổ nó được cái lỗ, nó chui bên trong, ở luôn trong bên trong thân cây đó. Trời cái mổ này nó đục được. Cái tôn nữa, cái miếng tôn. Bữa hổm chuyển con này, bắt hiện con này. Cái miếng tôn mà mái tôn ấy, nó mổ thủng như mái tôn. Ghê vậy đó hả? Nó mổ này. Chân nó sao kỳ vậy, đừng đi chỗ đó vậy hả? Nó gậy như vậy.